Rồi, hello chào các bạn ạ. À, để ngày hôm nay Linh Bó có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. À, ngày hôm nay mình Linh Bó mình đọc hai cái bài, mình ghép nối là mình thấy nó thật là khôi hài các bạn. Một lần nữa chúng ta thấy bộ máy hành chính của chúng ta nó nặng nề, ách tắc như thế nào. Để mình kể cho các bạn nghe. Trước đó mấy ngày là Thủ tướng Chính phủ có thông báo 263 là yêu cầu các địa phương, các bộ ngành liên quan là thống nhất phương án khôi phục 23 chuyến bay khứ hồi, 46 chuyến một ngày. Thời gian thí điểm là từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, bao gồm là 10 chuyến khứ hồi từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội, 4 chuyến khứ hồi từ Đà Nẵng và 3 chuyến khứ hồi từ Thanh Hóa. À, nôm na là như vậy. Thủ tướng ký đóng dấu đỏ hẳn hoi. Sau đó các hãng hàng không này người ta cũng lên kế hoạch bay đào đáy trơn rồi, bán vé hết rồi các bạn. Nhưng mà cuối cùng anh Hà Nội với Đà Nẵng thông báo là hiện bây giờ chưa tiếp nhận. Nên cuối cùng hành khách rơi vào cái thế hụt hẫng. Nó mình kể cho các bạn nghe này. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội không thể thực hiện được vì hãng bất ngờ nhận được thông báo từ chối của nơi đấy. Khách đi Đà Nẵng cũng bất ngờ vì không được nhận trước giờ lên máy bay. Đã các bạn ta đọc nhiều rồi đấy. Chết rồi. Thủ tướng chỉ đạo đường mấy anh dưới đây lòm nẻo hay là lầm chậm chưa triển khai kịp. Những sự việc nói trên xảy ra hôm nay ngày 10 tháng 10, ngày đầu tiên khai thác thí điểm các chuyến bay chở khách thương mại thường lệ theo chỉ đạo của chính phủ và quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Chứ, nó bả to như khẩu súng. Thủ tướng chứ đâu phải đơn giản đâu, quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Hà Nội đồng ý rồi lại từ chối. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện Việt Nam Airlines cho biết mặc dù đã được chấp thuận khai thác một chuyến bay khứ hồi chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, nhưng chuyến bay đã không thể thực hiện được vì Hà Nội chưa thống nhất về việc cách ly tập trung. Hãng đã bán hết vé trong chuyến bay và khách cũng đã sẵn sàng lên đường ra Hà Nội. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 12 giờ trưa nay. Tuy nhiên vào phút chót thì chúng tôi nhận được thông báo của thành phố Hà Nội về việc chưa bố trí được nơi cách ly. Vì vậy chuyến bay buộc phải hủy bỏ. Đại diện Vietnam Airlines nói cho biết hãng phải hoàn trả tiền vé cho khách và xin lỗi vì sự cố này. Nếu tiếp tục chở khách về Hà Nội, khách không được thành phố tiếp nhận thì hãng sẽ phải tổ chức chuyến bay chở khách quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua thành phố Hà Nội đã chấp thuận đón chuyến bay chở khách tới địa bàn và yêu cầu hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh phải cách ly tập trung. Việc bố trí khu cách ly như thế nào Hà Nội chủ động hoàn toàn. Hãng và hành khách nghiêm chỉnh chấp hành quy định của địa phương đấy. Tuy nhiên đến sáng nay Hà Nội lại thông báo rằng chưa bố trí được nơi cách ly. Chúng tôi thực sự không hiểu được như thế nào. Các bạn thấy không? Đó, giữa các ngành các cấp của ta rứa đó các bạn ạ. Đâu phối hợp với nhau đâu. Mạnh anh nào mạnh anh ấy làm thôi. Mặc dù chính phủ ban hành thống nhất hết rồi đó. Bộ Giao thông cũng ra văn bản rồi. Anh máy bay lo anh cạm cụi anh bán vé à, nhưng mà các anh nơi đánh thì anh không cho vô thì chắc đỡ. Trên thực tế việc thí điểm một chuyến bay khứ hồi Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của chính phủ và được các bên chấp thuận ngày 9 tháng 10, một ngày trước khi khai thác chuyến bay thí điểm, Hà Nội lại có văn bản chính thức gửi Bộ Giao thông Vận tải, trong đó nhấn mạnh điều kiện khách hàng phải cách ly tập trung 7 ngày, tự trả chi phí cách ly xét nghiệm sau thời gian cách ly tập trung, hành khách theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Các bạn để ý, ông Hà Nội ông yêu cầu là cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Như vậy là cũng tròn 14 ngày. Để một tí mình nói các bạn, ông Đà Nẵng ông yêu cầu cái gì? Đây, tới ông Đà Nẵng này. Đà Nẵng từ chối.
rồi lại đồng ý. Tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay, chuyến bay Vietjet có hành trình đi Đà Nẵng dự kiến chở theo 53 hành khách. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi hãng nhận được thông tin của nơi đến về việc từ chối tiếp nhận chuyến bay thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 13 giờ, việc làm thủ tục chuyến bay đang diễn ra thì nhân viên mặt đất thông báo chuyến bay phải tạm dừng khởi hành. Nguyên nhân là phía Đà Nẵng chỉ nhận hành khách đến từ các khu vực không có ca mắc trong cộng đồng trong vòng 14 ngày. Hành khách phải thực hiện các yêu cầu cách ly của thành phố. Đại diện Vietjet cho biết tất cả hành khách đi chuyến bay Vietjet đều đã tiêm ngừa vaccine, có giấy xét nghiệm âm tính, nhưng yêu cầu của Đà Nẵng đã khiến chuyến bay không đáp ứng được vì khởi hành từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và không thể khai thác theo kế hoạch ban đầu. Hãng phải tạm dừng 40 phút để chờ kết quả làm việc với thành phố Đà Nẵng. Tới 15 giờ 35 phút chuyến bay mới được cất cánh. Dự kiến hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 16 giờ 35 phút. Rất may hành khách hiểu về tình hình và thông cảm. Là các bạn thấy nhiều cái. Đây, ông Đà Nẵng quy định như thế này các bạn ạ. Hành khách phải tiêm đủ liều vaccine, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm đủ 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh Covid và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng còn yêu cầu khách phải cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú 14 ngày, phải thực hiện xét nghiệm Covid bằng phương pháp PCR 4 lần. À, các bạn thấy không? Đó, một lần nữa mình thấy là mỗi địa phương có mỗi cách hiểu cách làm khác nhau. Ông Đà Nẵng yêu cầu là hành khách là phải tiêm đủ 2 liều. Liều cuối cùng phải được 14 ngày. Sau đó là tự cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày và xét nghiệm bằng PCR 4 lần. Thì ông Hà Nội, ông yêu cầu là kiểu khác. Ông yêu cầu là cách ly tập trung là 7 ngày, rồi ở nhà là theo dõi 7 ngày nữa, là thành ra 14 ngày. Đó, một lần nữa chúng ta thấy là cũng một việc như nhau, nhưng mà mỗi tỉnh thành lại làm kiểu khác nhau. Mình cũng không hiểu vì sao Bộ Y tế người ta không có một hướng dẫn cho nó rõ ràng, cho nó thống nhất. Mình cũng không hiểu vì sao tiêm 2 mũi rồi lại đi cách ly tập trung 7 ngày để làm gì. Cách của chúng ta làm như vậy thì làm sao mà ngành hàng không này nó bay lại được. Khó khăn mấy tháng đi, chết lên chết xuống rồi, còn cái gì nữa đâu mà phải thực hiện một cách nó là tới mức tiêu cực, nó gai gắt như vậy. Ở đây chẳng qua là thí điểm thôi mà, chưa tới mức mình làm một cách nó lại kinh khủng như vậy. Chính phủ chỉ đạo ri mà cũng không được nữa thì mình đúng là bó tay chúng con các bạn ạ. Thì sau khi nhận những thông tin như vậy thì ngày hôm nay là Thủ tướng có một công điện khẩn là yêu cầu các địa phương là thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ về mở cửa hàng không. Đây các bạn nghe này. Trước việc một số địa phương thực hiện chưa đúng với chỉ đạo của chính phủ về thí điểm mở cửa vận tải hàng không, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, điều chỉnh và thực hiện nghiêm. Nó bạn chết. Đó, một lần nữa chúng ta thấy hệ thống bộ máy hành chính của chúng ta vô cùng nặng nề, vô cùng ách tắc. Dường như mình có cảm giác những người này họ không có cái đào về kinh tế các bạn ạ. Mình có cảm giác là như vậy. Xuyên suốt ngay từ đầu là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế mà. Hai cái đó là đi song hành với nhau. Anh làm như thế này là kinh tế nó lụng bại thêm chứ đâu có được gì đâu có. Mà đợt vừa rồi là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói rồi, thay đổi tư duy chống dịch mà. Vậy thay đổi tư duy là thay đổi cái gì đây đây? Cách của chúng ta đang làm này là cái cách cũ, chưa thấy cái gì chuyển biến hết các bạn. Các bạn thấy không? Thí nghiệm chỉ có 10 ngày 23 chuyến mà ngay ngày đầu ra quân đã trục trặc. Một lần nữa mình thấy bộ máy của chúng ta nó rất là nặng nề.
địa phương thì không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ thì mình thấy cũng chưa có mạnh mẽ, chưa có quyết đoán lắm. Phải dùng mệnh lệnh trong cái thời điểm mà đất nước lâm nguy, hay là thời điểm mà quan trọng nhất là phải dùng mệnh lệnh. Mệnh lệnh là cao nhất trong tất cả văn bản hành pháp. Ông chỉ mỗi nhiệm vụ ông làm thôi, bất kỳ một lý do gì. Còn bây giờ mà ban hành xuống mà còn nói tài trục về viện lý do này, viện lý do kia thì chắc là thời điểm mà quan trọng nhất là phải thể hiện cái quyền uy mạnh mẽ. Lệnh xuống là phải làm, không làm là ngày mai là ra văn bản cách chức. Mà làm như rứa các bạn ạ. Vậy là mới ra vấn đề, chứ còn mỗi anh cứ viện lý do này viện lý do kia là chết. Rất là bữa sau anh khóc Thái đây là bước trước làm theo ta. Cái đời vừa rồi Hà Nội Đà Nẵng cũng cấm nữa thôi, anh đây mình sắp tới mình cũng cấm nữa thôi, có làm gì được nhau đâu. Nói một lần nữa là các bạn đọc rồi các bạn bình luận thêm. Mình thấy nó nhiều khi nó ngược ngược sao các bạn ạ. Tay giữ đại xuống, giữ thì không nghe, không nghe, nhưng là rồi là giống như là tướng của một vùng. Thời kỳ này đâu phải thời kỳ của 12 sứ quân mà mấy ảnh ưng làm kiểu gì mà ảnh làm sao được. Thủ tướng yêu cầu là phải làm, khó dễ gì không cần biết, lệnh là phải làm. Còn viện lý do này viện lý do kia sao được. Như vậy mới ra được cái nền hành chính quốc gia chứ. Đọc đi đọc lại thấy buồn lắm các bạn, rất là buồn. Cái thời điểm gian nan, cái thời điểm khẩn nhất, cái thời điểm cực kỳ quan trọng nhất, cần những cái quyết định sáng suốt, những cái quyết định mang tính táo bạo, quyết liệt nhất. Nhưng cuối cùng nó lại không thực hiện một cách tới nơi tới chốn, lái đầu này lái đầu kia, cuối cùng là chúng ta để hỏng những cái việc lớn của quốc gia hết. Rồi, ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.